đàn ông con trai gì mà phấn son đầy mặt, xong éo éo là lả, nhìn khó chịu thế không biết nữa. Sao ạ? Hôm qua con đã bảo với mẹ là hôm nay con sẽ đưa người yêu về cơ mà. Mày, mày còn hỏi có chuyện gì à? Trời ơi, mày, mày cút đi ra khỏi nhà tao. Nếu không tao, tao tăng xong, tao nhồi máu cơ tim, tao chết ngay bây giờ. Này, cái con này, mẹ hỏi mày, thế cái thằng BD đấy nó cho mày ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà mày lại mê nó thế hả con? Mẹ, mẹ kỳ thị người ta ấy nhở. Chẳng qua anh ấy là dân make up cho nên là có tính nghệ sĩ một tí thôi, ăn mặc lòe lòe một xíu có sao đâu. Anh ấy là đàn ông 100% đấy. Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Chuyện đã 3 năm rõ bưởi thế này mà cậu còn cãi được à? Cậu nhanh nhanh tránh xa con gái tôi ra, không thì đừng có mà trách. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đàn ông con trai gì mà phấn son đầy mặt, xong éo éo là lả, nhìn khó chịu thế không biết nữa. Kệ người ta đi mẹ. Ôi giời. Nhưng mà cái loại được cái bất nhất ý, tao nhìn tao ngứa mắt lắm. Mà còn mày nữa đấy. Dạ. Nhìn thấy cái dạng đấy ấy, là phải tránh xa ra, không có là lây thì toi đấy con ạ. Trời mẹ ơi, sao mẹ cổ hủ đấy nhở? Đây là thời đại 4.0 rồi. Ai có quyền làm đẹp mà, với cả là làm thì có cái luật nào bảo là đàn ông không được make up với cả làm đẹp đâu. Này, mình phải biết mình là ai chứ. Đàn ông con trai ấy thì phải phong trần sương gió một tí nó mới ra dáng đàn ông. Chứ cứ ẻo ẻo lả như này này thì không làm được cái trò trống gì đâu con ạ. Ôi mẹ. Đúng là không ra cái thể thống gì cả. Đi vào đây. Tôi chào bác ạ. Mẹ, đây là anh Minh, người yêu con. Cái gì? Cái gì thế này? Sao ạ? Hôm qua con đã bảo với mẹ là hôm nay con sẽ đưa người yêu về cơ mà. Ôi dồi ôi, con ơi là con. Sao mày ngu thế hả con? Dồi ôi, mày vô cho chắc chấu vào mặt mẹ. Mày muốn mẹ tức chết đi đấy hả? Dạ thưa bác, cháu ít tuổi hơn em Hương, nhưng mà cháu với cả em không kiếm ra thật lòng ạ. Có chuyện gì mà bác lại... Mày còn hỏi có chuyện gì à? Trời ơi, mày cút đi ra khỏi nhà tao. Nếu không tao tăng xong, tao nhồi máu cơ tim, tao chết ngay bây giờ. Rồi bác. Thôi, anh đi về vậy. Có gì em lo cho mẹ đi. Rồi có gì anh lại qua nhé. Vâng, nhá. Chào bác ạ. Em cho mẹ. Trời ơi con ơi là con. Sao mày ngu vậy hả con? Trời ơi, trời cao đất dày ơi. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Dạ. Đây, con nhìn đi. Cậu này vừa đẹp trai cao to, lại con nhà có điều kiện. Thôi, con đã bảo mẹ rồi. Không là không, con chỉ yêu mình anh Minh thôi. Này, cái con này, mẹ hỏi mày, thế cái thằng BD đấy nó cho mày ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà mày lại mê nó thế hả con? Mẹ kỳ thị người ta ấy nhở. Chẳng qua anh ấy là dân make up cho nên là có tính nghệ sĩ một tí thôi, ăn mặc lòe lòe một xíu có sao đâu. Anh ấy là đàn ông 100% đấy. Trời ơi là trời. Tao nuôi mày ăn học mười mấy năm trời, sao mày ngu thế hả con? Thế chả nhẽ bây giờ nó yêu mày, nó lại đi thú nhận với mày là nó bị gay à? Chẳng qua ấy, nó yêu mày là vì là nó làm cái bình phong để nó che mắt thiên hạ thôi. Trời ơi, con nói thật với mẹ, kể cả anh ấy là gay cũng phải là cái bệnh. Với cả cái thứ hai là anh là bạn trai con biết. Mẹ đừng có nói như thế, con không thích đâu. Ok, Hương. Cái con này, giời ơi là giời. Con với chả cái.
Này, cậu kia, ban ngày ban mặt mà bậy, cậu làm cái gì thế à? Cậu đang làm cái trò gì thế à? Tôi không bác cháu gì với cậu cả. Uổng công con Hương nhà tôi, nó tin tưởng cậu, nó còn cãi nhau với tôi để đòi lấy cậu đấy. Cháu với Hương thương nhau thật lòng mà bác. Chuyện đã 3 năm rõ mười thế này mà cậu còn cãi được à? Cậu nhanh nhanh tránh xa con gái tôi ra, không thì đừng có mà trách. Của anh Minh đấy. Thì làm sao? Làm sao cái gì nữa? Con nghe kể hết rồi, mẹ quá đáng. Này, mày có biết nó làm những cái gì không mà mày đã vội trách mẹ thế à? Anh ấy có làm cái gì ở đoàn phim thì cũng chỉ là công việc của anh ấy thôi mà. Công việc? Sờ sờ nắn nắn. Mà là công việc à? Mẹ, mẹ không thể vì con mà có thể bỏ qua ác cảm với anh ấy à? Anh ấy là người tốt, chỉ cần mẹ chú ý một chút thôi, chắc chắn sẽ thích mà. Tao không rảnh. Mà tao nói thẳng luôn nhá, nếu mày còn coi tao là mẹ ấy thì phải tránh xa cái thằng đấy ra. Nếu không ấy thì tao chết cho mày xem. Mà tao đã sắp xếp một cuộc gặp sáng mai rồi đấy, mày tính sao thì tính. Nếu mày không đi ấy thì đừng có gọi tao là mẹ nữa. Cháu làm nghề gì? Dạ cháu là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bác ạ. Thảo nào, nhìn người cháu đẹp thế chứ không như cái ông già nhà bác. Người đâu mà xấu tệ, xấu hại, chỉ muốn tống cổ ông ra khỏi nhà thôi ấy. Trời ơi, được cái bề ngoài trông yếu xìu. Này, em ở ngoài người trên ảnh đấy. Ừ, nó xinh giống bác đấy. Ngày xưa bác cũng xinh lắm, hối dài theo ấy. Mà chả hiểu thế nào bác lại vỡ phải cái ông gọi như là sâu như ma chê quỷ hờn đấy chứ lại. Không nói gì đâu. Thôi, đi về nhà. Đi cháu. Sao thế? Đến nhà rồi, đi vào nhà bác đi. Ôi, nhà bác đẹp quá. Đi. Nào, tươi tỉnh lên chứ. Ôi, ôi, tôi đây. Nào, cướp đây. Hồi hồn cho hết tiền ra đây. Con ra cho bà già nhá. Cứu mẹ, cứu mẹ. Vâng, anh chờ tôi một chút. Mẹ tôi có thể rủi bệnh tim, anh đừng manh động nhá. Mẹ tôi chết mất. Nhanh lên. Đây, tôi lấy đây. Ok, anh Hiếu, anh lấy đồ ra đi, cứu mẹ tôi đi. Cướp, có ai cứu tôi không? Cứu mẹ con ơi, cứu mẹ. Nhanh. Cứu mẹ. Cứu mẹ. Dậy cả bác. Ôi, mệt quá. Mẹ mệt quá. Nghỉ tí, mẹ mệt quá. Ôi, mẹ ngã, có làm sao không mẹ? Mẹ không sao. Bác có sao không ạ? Em có sao không? Cảm ơn cháu nhá. Dạ không có gì ạ. Cháu cũng làm gần đây, cháu nghe tiếng cứu. Cháu thấy ở đây nhưng mà cháu vừa nghe tiếng con trai, sao lại? Nhắc đến nữa, nhắc đến mẹ bụng mình. Cảm ơn cháu. Từ trước đến giờ, bác có gì không phải, mong cháu bỏ qua cho bác nhá. Dạ không có gì đâu ạ. Bác hiểu cho cháu, là cháu vui rồi ạ. Này, từ nay bác giao nó cho cháu đấy. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhá. Cháu đừng có chấp cái bà già lẩm cẩm này. Bác chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong thôi. Thông cảm cho bác nhá. Dạ. Cháu có trách gì được bác đâu ạ. Bác nào, gọi mẹ đi. Ừ, gọi mẹ đi. Dạ.